Vâng, xin chào các anh em đang chăn nuôi dê. Cái việc tiêm thuốc bị sốc thì diễn ra cũng khá là phổ biến khi chúng ta tiêm thuốc cho dê nha các bạn. Thì hôm nay mình cũng gặp được một cái trường hợp em gái này tiêm thuốc kháng sinh và bị sốc. Sau đó thì mình đã hướng dẫn cấp cứu cho cái trường hợp này nó thành công. Và mình sẵn tiện đây thì mình review cho các anh em xem luôn, đỡ sau này có gặp trường hợp nào thì chúng ta sẽ biết cách chúng ta xử lý nha. Trước hết là mình xin nói về cái biểu hiện của cái việc sốc thuốc nó như thế nào. Đó là khi các bạn tiêm một cái loại thuốc nào đó bất kỳ, có thể là kháng sinh, thuốc bổ hoặc là kháng viêm, thì cơ thể của con vật nuôi nó có những cái biểu hiện như là kêu la đau đớn này, nằm mệt này, xíu này, tràn một mép, chảy giả tràn một mép, và nó liệu dần dần, yếu dần dần đi. Thì đó là dấu hiệu của cái việc bị sốc thuốc. Cái thở bị sốc thuốc á là mình sẽ không có biết trước được đâu nha các bạn. Tại vì mỗi loại vật nuôi, mỗi con vật nó sẽ có cái tính sốc thuốc khác nhau. Có thể là chúng ta sẽ tiêm cái thuốc đó cho một bầy dê không có sao hết, nhưng mà có một con nó sẽ bị sốc. Đấy, cái kháng thuốc này mình không có đoán trước được đâu, nhưng mà mình sẽ biết cách chúng ta sẽ xử lý. Mỗi con vật nuôi nó sẽ có cái tính sốc thuốc nó khác nhau nha các bạn. Và chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Hồi nãy mình đã có nói về cái biểu hiện rồi ha. Thì đây các bạn có thể theo dõi thêm ha. Con dê nó mệt, nó nằm luôn. Đó. Mình cho em này tiêm thêm cái glucocase nha các bạn. Nó đang bình thường mà tiêm xong nó mệt. Thì lúc đầu thì mình nghĩ là con này nó đau cái chỗ tiêm. Có một số loại thuốc như là ivermectin hoặc là một số thuốc nó chứa thành phần vitamin C các bạn. Cái độ pH của nó thường là cái tính mang tính chất acid, nên là khi tiêm vào á thì nó sẽ đau cái chỗ tiêm. Cũng có một số trường hợp là dơ nó le, thì đôi khi các bạn là nhầm, nhưng cái này không phải không. Nên mình có hỏi là có sùi bọt mép không, thì em này nói là có ha. Thì mình đoán được là con dê của em gái này là đang bị sốc thuốc và nó dị ứng với một cái thành phần của cái penicillin đó. Và nó có thêm những cái dấu hiệu như là chảy nước mắt, nước mũi này, nằm thở này. Thì mình cho em gái này tiêm liều glucocase liều gấp đôi. Và mình hỏi là có atropine hay không, hay caffeine không, thì em này không có không. Đó, dị ứng giống như sốc thuốc hả anh? Em gái này rất là sợ con dê này nó chết ha. Thì cái sốc thuốc này rất dễ chết nha các bạn. Sốc thuốc rất dễ chết. Và chúng ta phải can thiệp sớm chừng nào tốt chừng đấy. Nhiều con nó sốc thuốc nó thở không được, nó ngừng hô hấp luôn, nó tím tái luôn á. Giờ nó nằm cúi mặt xuống vậy. Mình hỏi em này là có cần thú y không không? Ra mua atropine tiêm ngay. Đấy, trường hợp dơ như thế này các bạn. Và em này nhờ gửi cái mẫu thuốc qua để em này chị đi mua ha. Đấy, thì mình có gửi cái mẫu thuốc đây. Thuốc này là tác dụng của nó này, atropine các bạn. Chống co thắt, giảm đau, giải độc. Đó. Và cái thuốc này nó còn dùng trong cái trường hợp là dơ mà ỉa cháy nặng á, thì chúng ta dùng cái thuốc này chúng ta chống co thắt đường ruột để cho nó giảm cái sự đẩy phân ra ngoài, giảm mất nước. Sau khi mình đưa mẫu thì em này đi mua về ha và điều trị nó, chích nó. Thấy nó vẫn nằm im nhưng có vẻ đỡ hơn, không kêu la như nãy nữa, chắc chiều khỏe lại. Con này thì từ từ nó sẽ tính lại nha các bạn.
Con này nó đã bị dị ứng với cái penicillin. Thì chúng ta chú ý là sau này những cái thuốc mà thuộc cái nhóm penicillin thì chúng ta sẽ loại trừ ra nha các bạn, như là amoxicillin này, rồi ceftriaxone này, ceftifur này, đó thì chúng ta sẽ loại trừ ra, chúng ta không có tiêm những cái kháng sinh cùng cái nhóm với penicillin thì rất có thể nó sẽ gây cho con vật nuôi này sốc tiếp. Con dê này thì em này rất là thương nó ha, tại vì nó mồ côi và chăm nó từ nhỏ, rất là thương nó, sợ nó chết. Đó, sau khi tiêm khoảng 15 phút thì nó đã khỏe rồi. Cảm ơn anh nhé. Đấy. Nó kêu la rồi phì một mép đứng không nói, em sáng luôn. Tại con khác không sao, con này em nuôi từ nhỏ, không mẹ nên thương nó. Đấy, mấy con kia em chích có sao đâu. Đấy thì như mình nói đó, thì một số trường hợp nó sẽ sốc thuốc, chứ không phải cái thuốc chúng ta tiêm con nào nó cũng sốc đâu. Và cái chuyện chúng ta tiêm thuốc thì chúng ta cũng không có biết là cái thuốc đó nó sốc với con nào, chỉ khi nào chúng ta tiêm rồi chúng ta mới biết. Và chúng ta biết cách xử lý như trên nha các bạn, là chúng ta có thể tiêm atropine, hoặc nếu không có atropine thì chúng ta tiêm caffeine nha các bạn, glucocase. Đấy, những cái biện pháp như vậy để chúng ta kịp thời chúng ta cấp cứu con vật nuôi chúng ta không có bị chết do sốc thuốc. Trên kênh mình có chia sẻ những vấn đề về kỹ thuật chăn nuôi, các cái phác đồ điều trị bệnh, các cái phương pháp chăn nuôi để giúp cho bà con chăn nuôi hiệu quả và thành công hơn. Quý bà con thấy hữu ích thì hãy đăng ký kênh mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và xin hẹn gặp lại.